vận may đảo chiều. Đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, vượt hạn vươn lên, gặp thời phất mạnh, bất ngờ trúng lớn, đổi đời cực giàu có. Quý anh chị thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại anh chị Quý Sửu 1973. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh chị Quý Sửu 1973 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Công đức vô lượng này xin được hồi hướng đến toàn thể quý anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót. Và nếu có chỗ nào không phải, thì mong quý anh chị Quý Sửu 1973 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình, thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý anh chị Quý Sửu 1973 thông tin cụ thể đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người anh chị Quý Sửu 1973 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của anh chị. Và ngay sau đây, không để anh chị Quý Sửu 1973 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Vận may đảo chiều, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, vượt hạn vươn lên, gặp thời phất mạnh, bất ngờ trúng lớn, đổi đời cực giàu có. Kính thưa quý anh chị thân mến, Quý Sửu sinh năm 1973, trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 này là khoảng thời gian may mắn và thuận lợi cho quý bản mệnh Quý Sửu 1973. Theo luận giải mới nhất thấy rằng, thời điểm này có nguyệt lệnh dưỡng mang lại cho Quý Sửu 1973 sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người xung quanh. Trong công việc thì Quý Sửu 1973 sẽ có nhiều cơ hội để phát huy khả năng của mình và bản mệnh sẽ đạt được những thành tựu cao. Quý Sửu là người rất thông minh và táo bạo. Quý Sửu luôn biết cách khai thác những thông tin quan trọng và áp dụng vào công việc của mình. Quý Sửu 1973 không ngại thử thách và họ luôn tìm kiếm những ý tưởng mới lạ. Nhờ vậy mà Quý Sửu 1973 đã tạo được ấn tượng tốt với đồng nghiệp và sếp. Quý Sửu 1973 cũng được khen ngợi và công nhận cho những thành quả của mình. Quý Sửu là người chân thành và thân thiện. Quý Sửu luôn giao tiếp cởi mở và lắng nghe ý kiến của người khác. Quý Sửu cũng biết cách chia sẻ và hợp tác với mọi người. Quý Sửu được nhiều người yêu quý và tôn trọng, nhất là thời điểm này sẽ có nguyệt lệnh dưỡng. Quý Sửu vì thế sẽ có nhiều người bên cạnh ủng hộ và động viên Quý Sửu 1973. Quý Sửu 1973 lúc này cũng có thể mở rộng mối quan hệ và tìm được những đối tác tin cậy đó. Còn về tình cảm thì Quý Sửu 1973 cũng có những tin vui thái âm các tin giúp Quý Sửu giải quyết những vướng mắc và khó khăn trong chuyện tình duyên. Nếu Quý Sửu 1973 là nữ giới nữ thì Quý Sửu sẽ gặp được người yêu thương và quan tâm đến mình một cách chu đáo. Nếu Quý Sửu 1973 là nam giới thì nam Quý Sửu 1973 sẽ có thể thổ lộ tình cảm với người mình thích. Quý Sửu cũng có thể cải thiện mối quan hệ với người yêu hoặc vợ chồng. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Kiếp tài xuất hiện tác động cho biết Quý Sửu 1973 sẽ gặp những ý kiến trái chiều và những phản đối từ những người xung quanh. Có thể là do họ không hiểu rõ về Quý Sửu 1973 hoặc do họ ghen ghét với thành công của Quý Sửu. Quý Sửu không nên để bị ảnh hưởng bởi những lời nói tiêu cực hay xấu xa của họ. Lúc này bản mệnh hãy tự tin vào bản thân mình và làm theo đúng lương tâm của mình. Đồng thời Quý Sửu 1973 cũng không nên để bực bội
hay tức giận vì những chuyện không như mong muốn, Quý Sửu 1973 hãy biết kiềm chế cảm xúc và xử lý tình huống một cách khôn ngoan nhé. Quý Sửu cũng nên dành thời gian cho gia đình và người thân, họ là những người luôn yêu thương và quan tâm tới Quý Sửu nhất. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý anh chị Quý Sửu 1973 hãy cùng lắng nghe luận giải chi tiết về các phương diện bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Về phương diện tài lộc, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, đây là khoảng thời gian khá bình yên và ổn định về tài chính cho tuổi Quý Sửu, mà bản mệnh sẽ không gặp phải những biến động lớn, không có những chi tiêu bất ngờ hay những khoản thu nhập bất thường. Nếu có nhận được thưởng thì cũng chỉ là một khoản nhỏ, nhằm khích lệ tinh thần làm việc của Quý Sửu 1973. Tuy nhiên, Quý Sửu 1973 không nên để tiền bạc trở thành trung tâm của cuộc sống, mà khiến Quý Sửu 1973 mất đi nỗ lực và cố gắng nhé. Bản mệnh cần nhớ rằng, sức mạnh của Quý Sửu là ở nội lực, bên trong là ở khả năng vượt qua khó khăn và thử thách. Quý Sửu 1973 không nên bị phụ thuộc vào những lời động viên hay là khen ngợi từ bên ngoài, vì có khi Quý Sửu sẽ thấy thất vọng và buồn bã vì những điều đó. Thay vào đó, Quý Sửu hãy xem những thành quả mà bản mệnh đã đạt được là một niềm may mắn và hạnh phúc. Quý Sửu 1973 hãy dùng điều đó làm động lực để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới nhé, những kế hoạch mới, những tham vọng mới. Quý Sửu 1973 có thể tìm kiếm những cơ hội gia tăng thu nhập, đầu tư vào những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quan hệ xã hội để tạo ra những nguồn lợi mới. Ngoài ra, Quý Sửu 1973 cũng nên biết chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn hay là cần sự hỗ trợ. Quý Sửu 1973 lúc này không nên tiết kiệm quá đà hay là ích kỷ quá mức nhé. Quý Sửu 1973 cần hiểu rằng khi bản mệnh giúp người khác thì Quý Sửu cũng đang giúp chính mình. Quý Sửu 1973 sẽ nhận được sự trân trọng và tôn trọng từ người khác và cũng sẽ tăng thêm vận may cho bản thân mình đó. Về phương diện công danh, sự nghiệp, quý bản mệnh Quý Sửu 1973 luôn là người chăm chỉ, cần cù, không ngại khó khăn và gian nan trong công việc. Quý Sửu luôn hoàn thành trách nhiệm của mình, cho dù ở bất kỳ vị trí nào, lĩnh vực nào hay là hoàn cảnh nào. Đặc biệt, khoảng thời gian này Quý Sửu còn được Nguyệt Lệnh Lâm Dưỡng ban phước, điều này sẽ giúp họ có thêm động lực để vượt qua thử thách và khó khăn. Nguyệt Lệnh Dưỡng mang lại sự ổn định, bình an và may mắn cho Quý Sửu. Quý bản mệnh sinh năm 1973 sẽ được công nhận và đánh giá cao về những nỗ lực và thành tích của mình trong công việc. Tuy nhiên, Quý Sửu 1973 sẽ không quan tâm nhiều đến phần thưởng hay lời khen mà họ quan tâm hơn đến sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân. Khoảng thời gian này cũng là thời điểm tốt để quý bản mệnh Quý Sửu 1973 tham gia vào những dự án mới, những nhiệm vụ mới mà họ chưa từng làm trước đây. Đây sẽ là cơ hội để Quý Sửu 1973 phát huy những kỹ năng, năng lực và thế mạnh của mình, đồng thời mở rộng tầm nhìn và kiến thức. Quý Sửu cũng sẽ có sự hỗ trợ và hợp tác tốt từ những người đồng nghiệp, đối tác hay cấp trên. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều suôn sẻ và thuận lợi. Quý bản mệnh Quý Sửu cũng cần phải cẩn trọng với những người xung quanh mình, đặc biệt là những kẻ ghen ghét, ganh tị hay muốn hãm hại Quý Sửu. Tương phá là một sao xấu, mang lại những phiền toái, rắc rối và khó chịu cho Quý Sửu 1973. Quý Sửu 1973 vì thế có thể bị chơi xấu sau lưng, bị vu oan hay bị giảm uy tín. Tuy nhiên, quý bản mệnh Quý Sửu 1973 cũng không cần quá lo lắng, vì họ có Thái Âm Cát Tinh bảo vệ, mà Thái Âm Cát Tinh là một sao tốt, mang lại sự may mắn, bình an và an toàn cho Quý Sửu 1973. Quý Sửu 1973 sẽ nhanh chóng phát hiện ra và thoát khỏi những cái bẫy do kẻ xấu đặt ra. Thậm chí có những quý bản mệnh Quý Sửu 1973 còn không biết đến sự tồn tại của những rắc rối này, vì cuối cùng Quý Sửu 1973 vẫn có được kết quả tuyệt vời trong công việc. Như vậy, quý bản mệnh Quý Sửu 1973 sẽ có khoảng thời gian mới rất thuận lợi và may mắn. Trong công việc, Quý Sửu 1973 chỉ cần tiếp tục duy trì thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù, chịu khó và chịu đựng là thành công mỹ mãn rồi. Quý Sửu cũng cần phải cẩn thận với những người xung quanh mình, đừng để bị lừa đảo hay hãm hại. Quý Sửu 1973 sẽ có được những thành công xứng đáng và sự trưởng thành của bản thân. Về phương diện sức khỏe, cuối tháng 3 âm lịch có thời tiết khá khắc nghiệt,
Điều này sẽ khiến quý bạn mệnh Quý Sửu 1973 gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ sức khỏe. Thời tiết thất thường, nhiệt độ biến động lớn, không khí ô nhiễm là những yếu tố có thể gây ra các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da liễu cho quý bạn mệnh Quý Sửu 1973. Do đó, Quý Sửu cần phải chú trọng đến việc ăn uống hợp lý, cung cấp đủ dinh dưỡng và vitamin cho cơ thể, đồng thời tăng cường sức đề kháng để phòng ngừa các bệnh tật. Quý bạn mệnh Quý Sửu là người có tính cách kiên cường, bền bỉ, luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến cho Quý Sửu 1973 quá mức căng thẳng, áp lực, thiếu thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, mà còn làm giảm hiệu quả công việc của Quý Sửu. Vì thế, Quý Sửu 1973 cần phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống để dành cho mình những khoảnh khắc thư giãn, giải tỏa stress, chia sẻ cảm xúc với người thân và bạn bè nhé. Quý bạn mệnh Quý Sửu cũng nên quan tâm đến vấn đề khí huyết của bản thân, vì nếu khí huyết không được lưu thông tốt, điều này sẽ gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, uể oải, chóng mặt, hoa mắt, vân vân. Và để điều hòa khí huyết của Quý Sửu 1973, thì bạn mệnh nên áp dụng những phương pháp sau: ăn uống đa dạng, chọn những loại thực phẩm giàu sắt như rau xanh, đậu, thịt nạc và uống nhiều nước, tránh uống các loại có nước có ga, caffeine hoặc rượu bia, tập thể dục thường xuyên, nhất là những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga, thiền vận và ngủ đủ giấc, tránh thức khuya hoặc ngủ quá sớm, tránh những tác nhân gây stress như tiếng ồn, ánh sáng chói, không khí ô nhiễm và tham gia các hoạt động giải trí, sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Quý Sửu 1973 là người có trách nhiệm cao trong công việc và gia đình, nhưng để có được một cuộc sống hạnh phúc và thành công, thì Quý Sửu 1973 cũng cần phải biết quan tâm đến bản thân, chăm sóc sức khỏe và tinh thần trước nhé. Minh Đường Tử Vi chúc quý bạn mệnh Quý Sửu 1973 có khoảng thời gian cuối tháng 3 âm an lành, khỏe mạnh. Về phương diện tình cảm và gia đạo, luận tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp thấy rằng quý bản mệnh tuổi Quý Sửu 1973 độc thân thì không có nhiều biến động trong tình cảm, vì bản thân Quý Sửu 1973 cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này. Quý Sửu 1973 có vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại và không muốn rắc rối bởi những mối quan hệ mới. Cho dù có một số dịp để Quý Sửu 1973 tiếp xúc với nhiều người khác nhau, nhưng Quý Sửu 1973 lại không cảm thấy hứng thú hay bị thu hút bởi ai cả. Điều này không có gì sai trái, nhưng Quý Sửu 1973 cũng nên cân nhắc lại xem liệu Quý Sửu 1973 có đang bỏ qua những cơ hội tình yêu tiềm năng hay không. Quý Sửu lúc này nên thử mở lòng và giao lưu với mọi người nhé. Bản mệnh đừng quá khép kín và lạnh lùng. Quý Sửu cũng nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhé, và đừng vội vàng từ chối hay là phớt lờ những người quan tâm chăm sóc cho Quý Sửu 1973. Bản mệnh có thể sẽ bất ngờ khi phát hiện ra rằng có người rất hợp với Quý Sửu 1973 mà Quý Sửu chưa biết. Đặc biệt, nếu Quý Sửu 1973 là nữ giới thì sẽ có thái âm trợ mệnh, thì Quý Sửu 1973 sẽ có may mắn hơn trong tình duyên. Quý Sửu 1973 có thể gặp được người mà Quý Sửu 1973 yêu thích hoặc làm ai đó say mê. Quý Sửu 1973, họ sẽ không ngừng ngại theo đuổi và bày tỏ tình cảm với Quý Sửu. Lúc này, Quý Sửu đừng quá kén chọn hay đòi hỏi cao nhé. Hãy xem xét kỹ lưỡng và trân trọng những người đã dành cho Quý Sửu tình yêu chân thành. Nếu Quý Sửu đã có người yêu, vợ hoặc chồng, thì trong thời điểm này sẽ gặp phải một số khó khăn trong mối quan hệ, có thể là do sự bất đồng quan điểm, tính cách hay lối sống của hai người, có thể là do sự can thiệp của người thứ ba hay gia đình hai bên, có thể là do áp lực công việc hay cuộc sống mà khiến hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau. Cho dù lý do là gì thì Quý Sửu cũng nên giữ bình tĩnh và không để cho tình cảm bị ảnh hưởng quá nhiều. Hãy luôn lắng nghe và hiểu cho người yêu của mình. Đừng chỉ biết tranh cãi hay than phiền. Hãy biết bao dung và tha thứ cho những sai lầm nhỏ của nhau. Đừng để cho niềm tin và tình yêu bị suy yếu. Bản mệnh lúc này hãy dành cho nhau những lời nói ngọt ngào và những hành động ân cần để duy trì một mối quan hệ ổn định và hạnh phúc. Thưa quý anh chị Quý Sửu, sinh năm 1973, một năm có 12 tháng, và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào?
thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bạn mệnh Quý Sửu sinh năm 1973. Xin mời bạn mệnh cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 theo tháng sinh, để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bạn mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Về vận mệnh của Quý Sửu sinh tháng 1 âm lịch. Xem về vận mệnh của Quý Sửu theo tháng sinh âm lịch, tháng giêng rơi vào tiết Tân Xuân. Tuổi Quý Sửu mà sinh vào tháng giêng khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân mà sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc giàu sang. Tháng giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. Về vận mệnh của Quý Sửu, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này có cá tính mạnh, tự lập, tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành xử lỗ mãng. Hãy xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động lăng mạ, cố chấp không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Cho nên mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều vất vả, gian nan, ước vọng không thành, lý tưởng phá thành bong bóng xà phòng. Về vận mệnh của Quý Sửu, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, đất trời đổi màu tươi sáng. Người này tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép, quản lý sự nghiệp. Tuy có nhiều phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi, là người thông minh, đỉnh ngộ, phong thái, tiêu dao, hiểu sâu biết rộng. Họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc, giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói, về vận mệnh của Quý Sửu sinh tháng 3 âm lịch khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật, nên nếu biết đủ thì sẽ cảm thấy cuộc sống rất tiêu dao tự tại. Vận mệnh Quý Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết lập hạ, Quý Sửu sinh vào tháng này, tuy rằng có khát khao lập nghiệp, nhưng lại không gặp đúng thời đúng thế, nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả nhưng tài lộc khó thành, bị người khác o ép trói buộc, không có được tự do. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 4 âm lịch có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu sự chỉ đạo sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn, đủ mặc, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ cần cù thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhận định thắng thiên. Về vận mệnh của Quý Sửu, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang trùng, Quý Sửu sinh tháng này sức khỏe không được tốt, hay ốm đau bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng nhiều trở ngại ngáng đường, tinh thần mỏi mệt, nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng nên hành động bốc đồng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, về vận mệnh của Quý Sửu không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến, bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình, họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều, họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh, chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn nên tuổi Quý Sửu sinh tháng 5 âm vẫn có thể an ổn sống hết cuộc đời, hãy suy nghĩ lạc quan,
tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. Về vận mệnh của Quý Sửu, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, Quý Sửu sinh tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở, thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý, người này không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp, tiền vận trải qua nhiều vất vả, khó khăn chung, dần dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời các nhiều hung ít, lại được quý nhân phù trợ nâng đỡ, nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín. Họ có nhiều bạn bè cũng có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc tự do, tự tại. Về vận mệnh của Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, Quý Sửu sinh tháng này sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, hoạn lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc, con hiền cháu thảo. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đỉnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời của người này khá sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, số vượng tài, vượng lộc, tuổi già căn phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vẻ cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Về vận mệnh của Quý Sửu, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, tuổi Quý Sửu sinh tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến, biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 8 âm lịch có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh lanh lợi, ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Có thể nói về vận mệnh của người này khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của mình. Về vận mệnh của Quý Sửu, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, Quý Sửu sinh tháng này tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí ham học hỏi, họ cần cù, chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều, họ là người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Về vận mệnh của Quý Sửu sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch và tiết Lập Đông, tuổi Quý Sửu sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tự nhiên, họ trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem về vận mệnh của người này, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có những bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể, tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Về vận mệnh của Quý Sửu, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Tuyết, tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ chịu khó không ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mọi sự không thuận cũng không có nhiều tri âm, tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu, an ủi duy nhất là sức khỏe tốt,
Tuy nhiều chuyện xảy ra nhưng cuộc đời được bình an. Có thể nói, người này có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Con kế cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại họ càng cố gắng lắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho về vận mệnh của cuộc đời thay đổi. Về vận mệnh của Quý Sửu, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn, Quý Sửu sinh tháng này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở khó khăn. Tuy nhiên, hậu vẫn khá tốt được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy hiếu thuận ngoan ngoãn. Tuổi Quý Sửu sinh tháng 12 âm lịch, tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi gian tấn tới, ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người, họ có tham vọng hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận. Tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phong cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Kính thưa quý anh chị, sau đây là những câu nói từ Phật rất tâm đắc, phần nào đó giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp. Chỉ tụng thần chú này, nó có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cứu độ người thân và người nhà đã khuất, khiến người thân và người thân trong gia đình đang gặp bất hạnh thoát khỏi đau khổ và hạnh phúc, đồng thời có thể nhanh chóng tích lũy phước lành và khai mở trí tuệ. Ngoài vai trò là kinh về nhân quả, kinh Địa Tạng còn là kinh về lòng hiếu thảo. Vì vậy, nếu bạn muốn cầu nguyện cho cha mẹ và che chở họ khỏi bệnh tật, tai họa thì tụng kinh Địa Tạng là lựa chọn tốt nhất, vì công đức của thần chú Địa Tạng Bồ Tát là vô lượng. Và chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ thì có thể tiêu trừ mọi đau khổ của cha mẹ, niệm xong nhớ hồi hướng cho cha mẹ. Nếu mà bạn gặp bất cứ sự cố nào gây ra bởi các linh hồn, thì hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm danh hiệu Ngài nhiều lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được cầu nguyện bởi những người nghèo, bệnh tật, chán nản và những người hay gặp rắc rối với những cơn ác mộng hay các hồn ma vất vưởng. Phật tử nếu siêng năng chỉ tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện sẽ nhận được công đức vô lượng cho bản thân, hồi hướng cho các linh hồn dưới địa ngục, vong linh vất vưng nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp. Bà mẹ nào khi biết mình mang thai thường đọc chú tụng kinh Địa Tạng sẽ hóa giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời. Chỉ chú tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai, giúp sám hối tội lỗi và cố gắng hồi hướng, hóa giải oán thù của linh hồn nhỏ bé bị tước đoạt không thể ra đời. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung tử vi 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch năm 2024, Quý Sửu sinh năm 1973 từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải, mong quý anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý. Đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý anh chị Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý anh chị Quý Sửu sinh năm 1973 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.